Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin hot tiếng cuối cùng trước khi bị hạ, Nguyễn Văn Thể tính chạy tội hay sao? Theo dự tính, ngày miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải là ngày 20 tháng 10. Trước khi rời chiếc ghế Bộ trưởng để đến với ghế chờ và vào khám, ông Thể đã cất lên tiếng nói cuối cùng dưới cương vị là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Vậy câu hỏi đặt ra là ông Thể đã nói gì? Vào ngày 17 tháng 10, ông Nguyễn Văn Thể đã thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội xin lùi thời hạn hoàn thành tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên tới năm 2028, còn tuyến Bến Thành - Tham Lương lùi tới năm 2030. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam sắp ngã ngựa. Hiện nay, tiến độ triển khai tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đang chậm như rùa bò. Bài toán Cát Linh - Hà Đông đã được lặp lại tại dự án này y hệt như thế. Cho đến nay, công trình vẫn trơ đường bê tông mà không hề có động thái nào đẩy nhanh tiến độ được. Ông Nguyễn Văn Thể đang viện dẫn lý do khách quan để cho ông và cả Thủ tướng nhiều nhiệm kỳ thoát tội. Trong đó, ông Thể hiện ví viện lý do dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, ông Thể quên rằng theo đúng tiến độ thì dự án này đã đi vào khai thác từ trước dịch bệnh COVID khá lâu. Thông thường khi yếu kém bị moi ra thì người ta hay đổ lỗi cho tập thể, do cơ chế, và giờ thì ông Thể đổ lỗi cho dịch bệnh và con virus corona. Còn tuyến Bến Thành - Tham Lương thì ông Thể đề xuất lùi tới năm 2030. Về nguyên nhân thì ông cũng viện lý do khách quan, còn với ông tư cách là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải dường như lại không liên quan gì. Bất kỳ một dự án nào khi triển khai cũng đều vướng một vấn đề này hay vấn đề khác. Những dự án nhỏ như trường học, nhà thi đấu, trụ sở cơ quan công quyền vân vân khi triển khai đều gặp vấn đề cả. Ngay cả các dự án ở nước ngoài cũng như vậy. Tuy nhiên, trách nhiệm của nhà quản lý là làm thế nào để khai thông khó khăn và thúc đẩy dự án cho đúng tiến độ. Bất kỳ công trình nào cũng thế, người ta đánh giá nhà thầu chất lượng công trình và tiến độ thực hiện của nó. Ở chủ đầu tư, những người quản lý nguồn vốn và người chủ dự án và là người bỏ tiền ra đặt hàng ở nhà thầu thì họ phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý, về nguồn vốn và vấn đề giải phóng mặt bằng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Thể đang hót những tiếng cuối cùng. Những công trình đường sắt đô thị, chủ đầu tư là Bộ Giao thông Vận tải thì nhiệm vụ là phải thu hồi mặt bằng đầy đủ và cấp vốn cho nhà thầu để công trình được triển khai đúng tiến độ. Như vậy, việc chậm trễ các công trình đường sắt tại Thành phố Hồ Chí Minh dù có trung ra bất kỳ lý do nào thì trách nhiệm vẫn thuộc với ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Hiện nay, ghế Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải của ông Nguyễn Văn Thể xem như sẽ bay trong vài ngày nữa. Hồ sơ về những sai phạm của ông Thể xem như đã đầy đủ. Vấn đề của ông Thể hiện nay là khi từ giã chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải để đến khu vực chờ vào khám thì ông Thể sẽ làm gì để về nhà đoàn tụ với gia đình, chứ không để bản thân đi thẳng vào trại giam cùng chung với Đinh Gia Thăng và Nguyễn Hồng Trường. Ấn tượng của ông Nguyễn Văn Thể để lại toàn là ấn tượng tiêu cực, những công trình chậm tiến độ và đội vốn ngốn tiền của ngân sách hết sức lớn. Những trạm bốt bẩn mọc lên như nấm, dân kêu thấu trời. Người dân phản đối ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải kết hợp với ông Bộ trưởng Bộ Công an bắt người dân cho vào tù để nhốt. Nhà nước làm sai và người chịu trách nhiệm cao nhất là ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải thì ông lại tiếp tục ngồi ghế, còn dân phản đối điều sai thì vào tù. Vậy thì công lý ở đâu? Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng sẽ xử lý ông Nguyễn Văn Thể như thế nào mới thỏa đáng, đang là câu hỏi được người dân cả nước trông đợi. Đất nước Việt Nam đang phải gánh chịu chi phí vận tải cao ngất ngược. Doanh nghiệp Việt Nam khốn khổ vì tốn chi phí quá lớn cho vận tải, nên hàng hóa giảm tính cạnh tranh đi rất nhiều. Lỗi rất lớn thuộc về Bộ Giao thông Vận tải. Ông Bộ trưởng nào lên cũng như vậy, cũng nát bét mà không hề có sự chấn chỉnh. Không biết rằng ông Trọng có mềm lòng hay không. Nếu ông mềm lòng trước những lý do của ông Thể đưa ra thì xem như việc đốt lò chỉ là giơ cao đánh khẽ và sẽ chẳng bao giờ làm sạch được bộ máy của nhà nước. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trương Muội chơi game với ông Tô, ông Tổng. Hai mảy dâu đang đuối vì một bà cứng cựa. Như tờ Thời báo.d đã phân tích, Bộ Công an dưới thời ông Tô Lâm là lỏng lẻo nhất.
rất nhiều người chạy trốn ra nước ngoài và trong đó đa phần là lẩn trốn thành công. Là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày một cháy và những thanh củi ông nhắm tới là những thanh củi gộc. Việc để thông tin lọt ra ngoài và con mồi sổng chuồng là trách nhiệm thuộc về ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, chứ không phải ai khác. Đây là hình ảnh ông Lê Thanh Hải và bà Trương Mỹ Lan. Trước đây, con mồi của ông Trọng phải lo chạy trốn. Tuy nhiên, ở vụ án Vạn Thịnh Phát, con mồi vẫn bị vồ, nhưng điều đặc biệt là chính con mồi lại ở trong tù điều khiển một trận game cân não với ông Tổng và ông Tô. Đó là trường hợp chưa có tiền lệ trong các vụ án kinh tế chính trị lớn trước đây. Hầu hết con mồi rơi vào bóng vuốt của kẻ thù, nó không có quyền dẫn mặt và kẻ săn mồi, nhưng lần này là một ngoại lệ. Trước khi bà Trương Muội, tức là tên thật của bà Trương Mỹ Lan trước đây bị bắt chỉ có 3 giờ, thì ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, đã đột tử. Sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt thì thêm 2 cái chết và một vụ cháy nữa đã diễn ra. Vậy là bà Trương Mỹ Lan đang chơi game mèo vờn chuột với ông Tổng, ông Tô rất rõ ràng. Thông thường người ở trong tù mà điều khiển game ngoài nhà tù là những tổ chức rất lớn, rất chặt chẽ và rất trung thành mới có những nước cờ bạo tay như vậy. Hiện nay Bộ Công an đang là cơ quan tấn công mạnh vào xào huyệt của Vạn Thịnh Phát với lực lượng hùng hậu và nghiệp vụ cao. Tuy nhiên ông Tô Lâm cần nhớ đến Thượng tướng, Thứ trưởng của Bộ Công an mà còn phải nhắm mắt, vì để lộ đường dây tham nhũng thì khó nói trước những quan chức của ngành công an sẽ an toàn. Đây là hình ảnh vào năm 2018, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho xóa bỏ 6 tổng cục, trong đó có Tổng cục Tình báo của Bộ Công an. Hiện nay, Tổng cục Tình báo của Bộ Công an đã bị ông Nguyễn Phú Trọng cho giải tán từ năm 2018 vì việc điều tra và bảo mật thông tin trở nên kém hẳn. Ở bản tin trước, chúng tôi đã đề cập đến yếu kém trong ngành bảo mật của Bộ Công an để cho nhiều người đánh hơi, cao chạy xa bay, trong đó có Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy, Bùi Quang Huy, Hồ Thị Kim Thoa và Nguyễn Thị Thanh Nhàn gần đây. 5 người đánh hơi trốn thoát, nhưng chỉ có một người bị bắt về quy án, bắt cóc ở Đức. Việc để con mồi sổng chuồng rồi bắt lại khó vô cùng. Giống như giữ chim mà để chim bay thì làm sao bắt lại cho được. Lỗi đó là do ông Tô Lâm phải chịu trách nhiệm. Nhưng tại sao ông Tổng không quy trách nhiệm cho ông Tô Lâm? Đây là câu hỏi được đặt ra. Không quy trách nhiệm là bởi nguyên nhân có liên quan đến quyết định của ông Nguyễn Phú Trọng. Chính ông đã cho giải tán Tổng cục Tình báo của Bộ Công an, tức Tổng cục 5. Hiện nay, thế lực hỗ trợ bà Trương Mỹ Lan quá mạnh. Những hành động giết người, diệt khẩu và phóng hỏa, đốt nhà cho thấy họ có những bàn tay làm những điều bí mật rất tốt. Trong khi đó, Bộ Công an thông tin không hề bảo mật tốt. Nhìn bên ngoài thì trông có vẻ bà Trương Mỹ Lan là một con mồi của ông Tổng và ông Tô. Nhưng cuộc đấu trí ngầm bên trong cho thấy hai đấng mày râu đang thua cờ người đàn bà cứng cựa này. Đây là hình ảnh ông Tổng và ông Tô đang bí trước bà Trương ở game mèo vườn chuột. Càng ngày người ta càng thấy vụ Trương Mỹ Lan có dính nhiều về chính trị, và chính thành phần chính trị bên ngoài nhà giam đã làm những phi vụ bịt đầu mối rất gọn gàng. Sự liên kết giữa bà Trương Mỹ Lan với thành phần bên ngoài nhà giam dường như không hề bị cắt đứt. Không biết ông Tổng với ông Tô làm gì mà bất lực trước bàn tay của người đàn bà khét tiếng này. Khi mới bắt bà Trương Mỹ Lan, nhiều người nghĩ ngay là nhà của ông Lê Thanh Hải sẽ bị chấn động mạnh. Tuy nhiên, với sự cứng cựa của bà trùm này, xem ra ông Tổng, ông Tô quân bà ấy là đuối và rất khó có thể kéo quân tới cửa nhà Lê Thanh Hải cho được. Nhìn ông Tổng vậy nhưng thực lực của ông cũng còn khá hạn chế. Một ý kiến của bạn đọc đã cho Thời báo.de biết như vậy.